Vâng, thưa quý vị, đây là một bức tranh kiếm được lắp trên cung thánh của nhà thờ giáo xứ Tân Triều, rất là đẹp. Và bên dưới bức tranh kiếm này là bản tiệc thánh. Xin lỗi quý vị, tay tôi hơi rung nên cái phim mình cũng hơi rung theo. Và chúng ta hãy xem lại nha. Khá là đẹp.